ghi nhận tại một số quán cà phê trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh trước giờ lăn bóng. Hàng quán đã chật kín khách, nhưng các quán vẫn kê thêm bàn bên ngoài và tiếp tục đón khách. Còn tại một số nhà hàng, quán ăn ở Bình Tân, hàng chục người vô tư ngồi san sát nhau xem bóng đá và trò chuyện sôi nổi. Dù dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, tại một số quán cà phê cốc trên địa bàn quận Tân Phú, tuy có diện tích khá nhỏ nhưng bên trong quán đã phục vụ hơn 100 khách. Nhiều người còn bỏ quên khẩu trang và lạc quan thưởng thức bóng đá. Mùa bóng đá luôn là mùa lễ hội, xem bóng đá tại hàng quán dường như cũng trở thành thói quen của nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh vẫn còn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng, quý khán giả cần cổ vũ đội tuyển một cách nhiệt tình nhưng vẫn đảm bảo thực hiện các quy định phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.